Thưa quý vị, vào chiều nay, tại Bộ Tài chính, thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang, đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trần Công Thắng đã trao số tiền 25 tỷ đồng vào quỹ vaccine phòng COVID-19 quốc gia. Dự tiếp nhận có các đồng chí Hồ Đức Phước, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Nguyễn Đức Chi, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước. Tại đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái cho biết, mặc dù vẫn bị ảnh hưởng nặng nề của đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 lần thứ tư, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền địa phương, sự quan tâm của Trung ương và chung tay hỗ trợ của các bộ ngành, các tỉnh thành trong cả nước, đến nay dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được kiểm soát và khống chế thành công. Qua đợt dịch này, Bắc Giang càng hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của người dân cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19, nhân dân và cán bộ tỉnh Bắc Giang đã tích cực tham gia ủng hộ được 25 tỷ đồng, chung tay cùng Chính phủ vì mục tiêu sớm tiêm vaccine miễn phí toàn dân để đạt được sự miễn nhiễm cộng đồng, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Thay mặt Ban Quản lý Quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19 Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cảm ơn địa phương đã tích cực tham gia ủng hộ. Tuy còn gặp rất nhiều khó khăn khi vừa thoát khỏi tâm dịch của cả nước, vẫn thể hiện tình cảm, tinh thần trách nhiệm cao vì cộng đồng, chung tay cùng cả nước phòng chống dịch bệnh, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe cho người dân. Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 với biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh, đòi hỏi chúng ta phải có giải pháp chống dịch theo phương châm 5K cộng vaccine và ứng dụng công nghệ thật hiệu quả, rộng rãi và nghiêm ngặt để thực hiện được mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Tính đến cuối ngày hôm nay, nguồn quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19 Việt Nam đã tiếp nhận được tổng số hơn 8.300 tỷ đồng.